Tối ngày 21 tháng 9, lễ trao giải Phi Thiên lần thứ 34 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc. Trong số các hạng mục giải thưởng, cuộc đua trên danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc và nam diễn viên chính xuất sắc chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý. Các đề cử ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bao gồm Triệu Lệ Dĩnh trong Gió Thổi Bán Hạ, Đường Yên trong Phồn Hoa, Dương Dung với Con Gái Của Núi Rừng, Lưu Lâm trong Vinh Quang Của Bậc Cha Chú và Lý Canh Hy trong Mùa Dài Đằng Đẵng. Và đúng như dự đoán của đông đảo khán giả, Triệu Lệ Dĩnh đã là người giành chiến thắng ở hạng mục này. Khi lên nhận giải thưởng, nữ diễn viên đã không kìm được nước mắt vì xúc động. Cảm ơn, tôi không nghĩ giải thưởng lại thuộc về tôi. Thật ra quay phim nhiều năm như vậy, có thể giành được vinh dự cao quý này. Cảm ơn sự công nhận và yêu mến của khán giả dành cho tôi. Cảm ơn sự công nhận của ban giám khảo đối với Gió Thổi Bán Hạ. Tôi nghĩ tôi sẽ không còn cơ hội để nói những lời này nữa. Rất cảm ơn đoàn phim Gió Thổi Bán Hạ, cảm ơn đạo diễn Phó Đông Dục. Đây không phải là thành quả của một mình tôi, đây là thành quả nhờ sự nỗ lực của tất cả mọi người. Rất cảm ơn tất cả nhân viên trong đoàn phim. Tôi cho rằng tôi sẽ không còn cơ hội để nói những lời cảm ơn này đến mọi người. Thật sự tôi không chuẩn bị trước bài phát biểu nhận giải. Rất vinh dự có cơ hội đảm nhận vai Hứa Bán Hạ. Tôi vẫn nhớ một câu thoại trong Gió Thổi Bán Hạ. Tôi chưa từng ước nguyện, vì ước và thực tế thường trái ngược. Nhưng hôm nay điều ước của tôi đã trở thành hiện thực. Cảm ơn lời chúc phúc của tất cả mọi người. Tôi hy vọng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, có thể xứng đáng với sự mong đợi và yêu mến của mọi người dành cho tôi. Cảm ơn. Đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới Triệu Lệ Dĩnh và mong đợi cô sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Ở hạng mục nam chính xuất sắc nhất, Lô Dây Âm đã vượt qua Hồ Ca, Trương Lỗ Nhất, Hoàng Chí và Cận Đông để giành giải thị đế. Như vậy, Lô Dây Âm đã sở hữu cả ba giải thị đế tại Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên.